cái làm ở tao này lấy ra rồi lấy cái cổ cho mình đổ không ấy. Màu này là màu đỏ đậm á, đậm hơn là có tốt. Anh em có cái gì? Tôi quay cái mũi cầm đấy. Không. Ơi. Đây, kêu ứng ấy này. Tục. Đầu vô máy, cái đầu vô máy thôi. Cái này là vào trước 2 giờ. Hai giờ nào chịu? Không. Cái này là 2 giờ. Rồi cứ nhanh nhanh lại kêu cái giờ. Còn ba cái này không gấp. Cái này nó đẹp, nó đẹp cũng được. Quá là thêm không đủ quá. Chở là thêm đâu. Còn cái máy. Cái máy anh nhớ cứu mà. Nè, bây giờ mày đi thằng nào trước? Tình đình mình bị trái. Đẳng cấp có khác. Khoan. Cái nào 2 giờ rồi. Đây có thể giờ là đường này. Tăng lên cho nó hướng nào chứ. Ủa tình trọng hết mà. Tăng lên. Vậy thôi chứ. Có mấy bài đó trước nha, rồi mới tới là quy. Vậy. Bà đó bà sẽ đi làm bà giờ nghỉ trưa của bà sẽ là từ 12 giờ cho tới 3 rưỡi. Bà cũng mới có nhà. Chị giao cái máy nào trước anh nhân? Tiếp hay 1 không? Không. Chị hàng anh trước không? Không cái giấy xanh không? Cái gì mình nè? Xin chậm đi đường nào lên nè. Mày giờ mày đi quân cao mà tới Lạc Quân Âu Cơ là được. Mày chạy đi hướng Âu Cơ mà về Tân Phú á. Vừa qua Âu Cơ, ngã tư Âu Cơ Lạc Quân Quân nào nhìn tới trái có ngã ba ngay cửa sau đó là tỉnh Bình Trọng. Nằm cái đâu? Về hướng Tân Phú nha.